Cô xin chào các bạn. Tiết học luyện từ và câu ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài mở rộng vốn từ cái đẹp. Cô mời các bạn cùng mở sách giáo khoa tiếng Việt trang 40 và 52. Tiết học này sẽ giúp cho các bạn biết thêm về một số từ ngữ nói về chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Các bạn sẽ biết đặt câu với một số từ ngữ thuộc chủ điểm đã học và bước đầu làm quen với một số thành ngữ tục ngữ liên quan đến cái đẹp. Để làm được điều đó, các bạn sẽ cùng với cô làm những bài tập sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bước vào bài số 1. Bài 1, trang 40, tìm các từ. Câu A, thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người. Các bạn có biết không, vẻ đẹp bên ngoài là những vẻ đẹp hiện hữu ra bên ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó các bạn. Ví dụ như là từ xinh đẹp. Câu B, tìm các từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người. Nghĩa là vẻ đẹp mà chúng ta không thể nhìn thấy được nhưng có thể cảm nhận được qua hành động, tính cách, ứng xử hàng ngày. Ví dụ như là từ thùy mị. Bây giờ cô cho các bạn 2 phút suy nghĩ và trả lời. Và đáp án của cô. Câu A, thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người. Cô có những từ xinh xắn, xinh xinh, xinh đẹp, đẹp, xinh, khôi ngô, duyên dáng, thanh tú, rực rỡ, lộng lẫy, thướt tha, yểu điệu và vân vân. Câu B, ngoài từ thùy mị, cô còn có thể tìm được một số từ sau: dịu dàng, hiền diệu, đằm thắm, đậm đà, đôn hậu, lịch sự, tế nhị, nết na, chân thành, chân thực, thẳng thắn, dũng cảm, quả cảm. Bài 2, trang 40, tìm các từ. Câu A, chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật, ví dụ như là từ tươi, đẹp. Câu B, dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và con người, ví dụ như là từ tươi tắn. Các bạn lưu ý là câu B, tìm các từ thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và cả luôn của con người nha các bạn. Các bạn ơi, thiên nhiên và cảnh vật xung quanh của chúng ta rất là đa dạng. Vậy đứng trước những vẻ đẹp đó, chúng ta dùng những từ ngữ như thế nào? Các bạn hãy cùng với cô suy nghĩ và hoàn thành bài tập trong vòng 2 phút. Bây giờ các bạn hãy cùng tham khảo đáp án của cô nhé. Câu A, các từ thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật. Ngoài từ tươi đẹp, cô còn tìm được một số từ như là sặc sỡ, huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, mỹ lệ, hùng vĩ, kỳ vĩ, hùng tráng, hoành tráng, thơ mộng, nguy nga, cổ kính. Câu B, các từ dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và con người. Ngoài từ tươi tắn, còn có một số từ như là xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, lộng lẫy, rực rỡ, duyên dáng, thướt tha và vân vân. Thì qua bài tập 2 này, các bạn vừa tìm thấy được một số từ thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật, con người, thì chắc hẳn là các em cũng sẽ có một vài thắc mắc là khi nào chúng ta dùng từ kỳ vĩ, còn khi nào chúng ta sẽ dùng từ tươi đẹp phải không nào? Đứng trước những cảnh vật núi non rộng lớn như Vịnh Hạ Long thì chúng ta có thể dùng những từ ngữ như là hùng vĩ, kỳ vĩ. Còn đứng trước những cảnh vật gợi cho ta cảm giác dịu nhẹ và đẹp như là cầu Tràng Tiền thì chúng ta có thể sử dụng những từ tươi đẹp, thơ mộng. Với những công trình kiến trúc uy nghi to lớn như nhà thờ Đức Bà thì ta có thể dùng những từ như là nguy nga, tráng lệ. Và cuối cùng, với những công trình cổ mang vẻ đẹp trang nghiêm như chùa Một Cột thì chúng ta có thể dùng những từ như là cổ kính. Vậy sau bài tập 1 và bài tập 2, chắc chắn các bạn cũng đã tích lũy cho mình một số từ ngữ về các đẹp rồi đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta cùng tiếp tục vào bài tập 3 nhé. Bài 3, trang 40, đặt câu với một từ tìm được ở bài tập 1 hoặc 2.
Bây giờ, các bạn hãy đọc thầm lại những từ mình vừa tìm được ở bài tập 1 và 2 và chọn cho mình một từ để đặt câu nhé các bạn. Và khi đặt câu, các bạn lưu ý cho cô là đầu câu mình phải viết hoa, cuối câu mình phải có dấu câu nè. Và sau khi đọc thầm lại những từ vừa được ở bài tập 1 và 2, cô chọn cho mình từ dịu dàng. Cô có câu, mẹ em là một người phụ nữ dịu dàng. Bài 1.